Đây đã. Đây anh em đứng ra dẹp ra đi cho. Đi nhá. Ê cậu cậu dây hứng á. Hả thôi vào hứng mẹ chạy. 2 năm rồi. 2 năm. Bỏng lắm. Đi nhá. Cố gắng nhá. Bố đi bộ đội đây. Nói chung là đất nước gọi thì phải đi thôi, nhưng mà vì con cô có gia đình rồi. Thật ra là nó cũng còn rất nhiều cái mà để mà nói là hoàn cảnh gia đình ở phía sau. Vui cũng có nhưng mà buồn, nỗi buồn thì nhiều hơn. Em đi ra. Em ơi, các đồng chí điểm danh nhá. Cảm xúc rất là vui và hào hứng về 2 năm tiếp theo trong cuộc đời mình. Đây sẽ là một cuộc trải nghiệm mới mà mình rất mong muốn. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Ủy viên Thường vụ.